Rồi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi các bạn trở lại tới kênh của mình. Thì trong cái video lần này thì mình sẽ tiếp tục mình nâng cấp Hà Lan với lại Son nè các bạn. Các bạn thấy ở đây mình chưa có mua, bây giờ mình sẽ mua luôn của cái cầu thủ Son này ha. Thì với giá là 2.200. Chỉ số tương đối là đồng các bạn. Hàng 8 hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ mua luôn nha. Thì nói cầu thủ Son này cũng đá rất là hay các bạn. Chiều cao là 1m84. Thuận hai chân luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mua. Những cầu thủ thuận hai chân rất là ít nha các bạn. Nhưng mà cầu thủ Son này là thuận hai chân luôn. Nên mình mua. Rồi. Sau khi mua xong thì mình sẽ nâng cấp nha. Ok, vậy là mình đã sở hữu được cầu thủ Son. Rồi. Bây giờ mình sẽ chạy ra cho các bạn xem các cầu thủ của mình. Đây, hiện tại mình còn hai cầu thủ là Hà Lan với lại Son nha. Đó. Rồi, bây giờ thì mình tiến hành mình giờ mình nâng cấp các bạn. Các bạn nào đang xem video mình theo dõi kênh của mình hãy bấm cho mình một like để ủng hộ cho video cũng như ủng hộ cho kênh nha các bạn. Chiều cao của Hà Lan là tới 1m94 các bạn. Còn Son mình mới mua chỉ 1m84 thôi. 10 cm. Rồi. Không làm mất thời gian của bạn thì tiến hành mình vào mình nâng cấp nha. Rồi. Ở đây mình sẽ nâng cấp cái thẻ xanh trước đi. Nó nhảy tùm lum luôn. Tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục. Mình sẽ nâng cái fitness trước nha các bạn. Mình sẽ nâng cái fitness trước. Để cho nó đầy cái fitness rồi mình mới qua mình nè. Tactical. Hình như là mình thấy Son nó đang lên chỉ số cao hơn các bạn. À, chỉ số của Son là 94 rồi. Hà Lan chỉ hiện tại chỉ có cái SBE có 88 thôi. Tiếp tục nha. Mình còn có hai thẻ xanh nữa thôi. Cầu thủ vàng bán ra giờ nó cũng là thẻ xanh nha các bạn. Mình bán cầu thủ vàng ra nó cũng nhảy vô xanh rồi. Ok, Son đã 96 rồi các bạn. Dứt cái 52 này luôn. Rồi, Son 97. Sẽ chơi lên cái thẻ trắng nha. Nên mình sẽ để thẻ trắng lên từ từ. Thẻ trắng mình còn tới 60 mấy lần các bạn. Tiếp tục mình cho lên thẻ trắng. Dạ. Son 99 rồi các bạn. SBE 99 rồi. Hình như là trước Hà Lan rồi. Trước Hà Lan rồi. Mình hy vọng lần này hai cầu thủ này sẽ được đẹp hết nha các bạn. Hai cầu thủ sẽ được đẹp hết. Hy vọng vậy nhưng mà không biết là có được hay không nha các bạn. 96, 97. Mình cho một thẻ Tactical vô coi. Tám 97. Nhảy rất là lâu các bạn chịu khó xem ha. Vậy đây mình không có tua được, tua sợ
các bạn không biết là mình nâng cấp cái thẻ nào á, cho nên mình để như vậy để các bạn xem, các bạn tham khảo nha. Chứ các bạn mà tua qua, các bạn chỉ biết được cái kết quả sau cùng không, các bạn sẽ không có kinh nghiệm để mình nâng ha. Đây mình nâng như thế này để cho các bạn xem, để các bạn có một cái tham khảo, đưa ra một cho mình những cái lựa chọn sau khi sau này mình nâng cấp nha. Các bạn xem video, nếu thích video mình thì đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn. 100. Ôi, vậy là son đã được một cái 100 rồi các bạn. Lần này mình nghĩ là Hai Lan sẽ nổ trước nha. Hai Lan có lẽ nó sẽ nổ trước các bạn. Mình cũng nghĩ là có lẽ là cả hai cầu thủ này đều chỉ số không được đẹp. Hai Lan 90 rồi. Còn Son chỉ mới có 88 thôi. Vậy thì mình cũng biết được là có thể là Hai Lan sẽ nổ trước nha các bạn. Đó. Đã 100 rồi. Hai Lan cũng được một cái 100 các bạn. Ok. Tiếp tục. Rồi, hai cái 100 của Hai Lan. Hai cái 100 rồi. Của Hai Lan SBE với lại STR các bạn. Thì hai cái được 100 rồi. Còn Son thì chỉ có một thôi. Mình nâng như vậy để cho nó lên từ từ các bạn. Chứ chơi bằng kim cương cũng được, mình nhớ nó nhanh đó, nhưng mà sợ nó nhảy số cao quá, nó mau đầy các bạn. mình sẽ nâng thẻ trắng từ từ nha. 94. Mình hy vọng là nó nhảy chỉ số đẹp nha các bạn. 96, 97. Chỉ còn có 33 thẻ nữa thôi các bạn. 97. Rồi, lại nhảy vào Son nữa rồi. Hiện tại mình còn 30 mấy thẻ thôi. 94. 95. Chừng 4 dòng đầu tiên này nó được 100 là ok các bạn. 98. Hà Lan. Nhảy vô Son nữa. Rồi vậy là Son cũng lên được cái móc 90 rồi các bạn. Có thể 94, 95 là Son nổ nha. 99, yeah. Vậy là 100. Thế là Hai Lan được hai cái. Ba cái rồi các bạn, ba cái 100 rồi. Tiếp tục nha. 96. Mình nãy giờ mình chơi fitness rất là nhiều nữa các bạn. Mình chơi nó vào fitness rất là nhiều. Son 97. 93. Không biết như thế nào đây hả các bạn. Ở các bạn nào đang xem video cũng như đang theo dõi kênh của mình thì hãy cho mình một like để ủng hộ video cũng như ủng hộ cho kênh các bạn. Còn bạn nào đang xem mà đã ghé thăm kênh của mình thì hãy ủng hộ cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn. 98. Đó, vậy là cầu thủ Son này có thể là ba cái dòng đầu tiên này sẽ được 100 nha các bạn. Hà Lan. Hà Lan. Ok. Vậy là chỉ còn vài thẻ nữa thôi là Son cũng có chỉ số 100. Yeah, vậy là 100. Được hai cái 100 rồi. Đó là Son nha các bạn.
mình sắp hết thẻ rồi. Khi hết thẻ mình sẽ chuyển qua kim cương nha các bạn. Kim cương hiện tại của mình thì còn 1353 viên. Đây cái 92, hai lần đây là 92 rồi các bạn, sắp nổ rồi. Để xem 98, 99, yeah. Vậy là Hà Lan cũng được 4 cái 100. Nè, yeah. Ok. Vậy là Hà Lan được 4 cái 100 rồi các bạn. Mình chuyển qua son. Bây giờ nó sẽ nhảy vào son nha. Mình chơi fitness nó nhảy vào son. Thử xem như thế nào ha. Các bạn nào xem mà muốn coi cách nâng như thế nào thì các bạn xem cái video này để tham khảo nha. Trong lúc xem các bạn thấy thích video mình thì đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ các bạn. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy cho mình xin một cái đăng ký, một like nha. Các bạn nào đăng ký rồi, mình cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Thì hãy cho mình một like để ủng hộ nha các bạn. Đây, son này cũng chuẩn bị được 4 cái 100 các bạn. Rồi bây giờ thì thẻ mình đã hết nha. Mình sẽ sử dụng kim cương. Mình sử dụng kim cương nha. Yeah, giờ được 3 cái 100 rồi các bạn. Đó là son, 3 cái 100. Còn cái bên sợi ta thì ủa sợi tờ rờ thì mình đang cho nó lên luôn nha, mình cho nó lên luôn 97, ok 98. Một khi Hà Lan nó đã đầy chỉ số rồi các bạn thì nó nhảy bên cái son này luôn nha. Rồi vậy là 4 cái 100. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái Techico nha. Techico. Thế là son có lẽ là sẽ 94 sẽ nổ nha các bạn. Cái gì vậy? Cái gì mà tiếng la làng lên vậy trời? Tám mươi bảy. Rồi là son còn vài thẻ nữa thôi các bạn. Vậy là Hai Lan chưa nổ nha. Có lẽ son sẽ nổ trước. Son sẽ nổ trước. 90. Chỉ số màu xanh nó lên 90 nữa là trời vậy đó. Còn một thẻ cuối cùng của Techico. Rồi sau đó mình sẽ dứt kim cương nha. 82. Có thể còn hai thẻ nữa thì son sẽ nổ. Ok. Có lẽ lên hàng chín không biết có nổi hay không các bạn. Của Hà Lan. Rồi. Son một cái nữa. Chưa luôn. Vẫn chưa các bạn. Rồi. Vậy là son của mình đã nổ rồi các bạn, ở cái chỉ số là 93 như các bạn đã thấy ha. Thì mấy cái còn lại thì là 86, 83, 89 thì cũng tạm ổn đấy nha các bạn. Để dưới son thì mình cấp như thì như vậy thì cũng tạm ổn đi. Rồi bây giờ còn lại Hà Lan. Giờ còn lại Hà Lan nha. Chỉ số của Hà Lan thì 83, 85, 88. Đó chỉ số hàng 8 còn lại. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình nâng. 84. Ok, miễn sao cho nó lên chỉ số đều là nó ok nha các bạn. Nó lên hàng 9 là thấy là mừng rồi đó. Mà không biết có lên nổi hay không thôi. 87. Rồi, chỉ số là không đều các bạn. 88, rồi hai cái 18 rồi. Còn vài thẻ cho nó lên 90, lên hàng 9 đi cho nó
Trời ơi, đã nhảy vào vô cái tắc. 84 85. Chết cha, sắp nổ rồi các bạn. Sắp nổ rồi. Nó vô cái màu đỏ nữa các bạn. Nó vô cái màu xanh là ngon quá rồi. Chỉ còn 2-3 thẻ nữa thôi. Trời ơi, nhảy vô cái đỏ nữa. Rồi xong thẻ cuối cùng luôn các bạn. Thẻ cuối cùng rồi. Trời ơi, chưa. 90, cũng lên được cái 90 các bạn. Rồi, đây là cái thẻ cuối cùng. Rồi, vậy là Hà Lan mình đã nâng cấp xong các bạn. Thì mình chủ yếu là ba cái dòng đầu tiên này, đã nó lên 100 thôi. Còn mấy cái khác thì cũng tạm ổn nha các bạn. Rồi thôi, cũng như là nãy giờ mình nâng cấp các bạn đã xem rồi đó ha. Thì các bạn, nếu mà các bạn thấy thích video mình, các bạn xem để tham khảo á, thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn. Mình cho các bạn xem hai cầu thủ này. Cầu thủ nào cũng 4 cái 100 hết. Hà Lan thì 94 đã nổ rồi các bạn. Còn Son thì 93. Cao hơn Mbappé luôn nha các bạn. Mbappé này thì trước đây mình không biết cách nâng á, cho nên chỉ số những cầu thủ mình nâng nó không có được đẹp nha. Kể cả Ronaldo luôn các bạn. Vì lúc đó mình không biết nâng á, mình nâng rất là thất bại luôn. Chỉ có Messi là mình thấy nó ok thôi. Rồi thôi, video mình đến đây kết thúc ha. Các bạn xem video mình. Nếu thích video mình, đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cũng như mình đây mình nâng cấp để cho bạn tham khảo cách nâng cấp như thế nào. Để cho cái chỉ số nó tương ứng, nó tạm ổn nha. Chỉ số đẹp thì mình không dám nói là chỉ số đẹp, nhưng mình cảm thấy là nó như thế này. Đối với những cầu thủ còn lại của mình thì số này là rất là ok nha các bạn. Rồi thôi, video mình đi kết thúc ha. Các bạn xem nãy giờ, các bạn nào đã đăng ký kênh của mình rồi, thì một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng kênh của mình trong suốt thời gian qua nha. Còn các bạn hãy cho mình một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh mình, ghé thăm kênh của mình, cũng như là sẽ thăm cái xem video của mình lần đầu tiên, thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ cho video, ủng hộ cho kênh nha các bạn. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video tiếp theo mình sẽ tiếp tục mình nâng cấp những cầu thủ tiếp nha các bạn. Ở đây mình có những cái thủ môn mình chưa có nâng cấp nữa các bạn. Đây, thủ môn mình chưa nâng cấp nè, để sau này mình có cơ hội mình sẽ làm nâng cấp thủ môn Arsenal nữa nha. Rồi thôi, xin chào, hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.